các bạn đến toàn thế giới. Mình là nguyên nhân hiện tại đang học tập làm việc tại Canada. Lý do đưa mình tới xứ sở lá phong này là mình muốn tìm kiếm một cơ hội để lo cho gia đình và phát triển bản thân. Như các bạn biết đấy, cuộc sống của du học sinh không bao giờ dễ dàng. Với số tiền kiếm ra, không có thể trang trải cuộc sống, huống gì là lo cho gia đình và thực hiện ước mơ. Và một lần mình lướt Facebook thì được quen biết một người bạn lạ. Sau khi nghe giới thiệu về khóa học tiếng Anh của FutureVN, mình cảm thấy tiếng Anh rất là cần thiết cho cuộc sống của mình ở nước ngoài này. Mình quyết định học tiếng Anh, nhưng sau đấy, khi mình vào nghe phòng gym online, mình đã học hỏi được thêm rất nhiều điều. Hiện tại mình đang làm hai mô hình Affiliate Marketing Online, nhưng mình vẫn cho mình cơ hội nắm bắt để phát triển bản thân cùng với FutureVN về khóa học của tiếng Anh của FutureVN. Sau 6 ngày học tập, mình cảm thấy phát triển bản thân hơn, có thể giao tiếp được tiếng Anh tự tin hơn và cách phát âm rất là chuẩn như người bản xứ. Cái chế độ trả thưởng và cách làm việc với hệ thống toàn cầu rất minh bạch. Sau 6 ngày làm việc, mình đã đạt được một thu nhập nhất định, nhưng thu nhập đấy vẫn sẽ tăng lên vì mình đi cùng đội nhóm. Tuy số tiền đó không nhiều, nhưng đó là bước đầu, khởi đầu thành công của mình. Thiện Nhân luôn luôn hoan nghênh tất cả các bạn đến với, hãy inbox trực tiếp cho Thiện Nhân và đội nhóm của Thiện Nhân. Chúng tôi sẽ chia sẻ bí quyết làm như thế nào. Các bạn có thể dùng một chiếc điện thoại và một trang Facebook, vừa được học tiếng Anh lại vừa có thể tạo ra thu nhập từ 5 đến 10 triệu một tháng. Các bạn hãy cho các bạn một cơ hội để thay đổi cuộc sống này. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.